Sau đây là thông tin về cơn bão số 3 được chúng tôi cập nhật vào lúc 21 giờ tối nay. Vào lúc 21 giờ, vị trí tâm bão vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc, 114 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 332 km, sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 16, tức 84 đến 201 km/h, giật trên cấp 17. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15 đến 20 km/h, dự kiến từ nay đến chiều tối mai, khi áp sát đảo Lôi Châu và đảo Hải Nam của Trung Quốc, bão tiếp tục giữ cường độ siêu bão. Tối mai khi vượt đảo Hải Nam vào vịnh Bắc Bộ, bão giảm còn cấp 13-14. Từ chiều 7 tháng 9, bão đổ bộ miền Bắc, trọng tâm từ Quảng Ninh tới Thanh Hóa.